Rồi, ok, hello anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì mở đầu clip thì mình sẽ dành khoảng tầm 15 giây mình giới thiệu cho anh em chính là shop nickcả.com của mình nhé. Tại shop có bán vàng, bán nick, bán ngọc, bán bộ mặt sau hoàn toàn tự động uy tín nhé. Các vòng quay may mắn này cho anh em tha hồ mà trải nghiệm này. Các vòng quay hoàn toàn là vòng quay có lãi nha anh em, không có chúc bạn may mắn lần sau nha. Bán vàng, bán nick này, nick tầm trung, nick sơ sinh đều có này, nạp thẻ thì không chỉ chiết khấu này. Anh em mua vàng, mua nick, mua ngọc, mua bộ mặt sau thì cứ truy cập vào shop nickcả.com của mình nha. Đây chính là anh này, anh ấy có sức mạnh như một Goku. Có nhưng mà chỉ mới là dịch chuyển tức thời đó các bạn. Bây giờ anh các bạn hãy xem anh ấy dịch chuyển tức thời nhá. 1 2 3 bắt. Ôi, anh dịch chuyển rồi. Wow. À, anh ấy dịch chuyển lên đây rồi. Vâng, các bạn có thấy rất kinh không? Từ đây mà anh ấy dịch chuyển lên đây cũng hơi gần nhưng mà cũng được. Rồi, anh ấy dịch chuyển ra một chỗ xa hơn được không anh? Ui. Anh ấy đã dịch chuyển lên được đâu ấy nhở? Ở dưới đâu có thấy đâu nhở? Đây không thấy đâu. Ủa, anh ấy dịch chuyển đi đâu ấy nhở? À, ui. Anh đã dịch chuyển lên đây rồi các bạn ạ. Rất kinh, bây giờ anh có thể dịch chuyển được ra chỗ kia không? Vâng. Ngủ đi. Ôi, anh ấy đâu ấy nhở? Anh ấy đã dịch chuyển theo ý, ôi. Anh thì chuyển lại chỗ cũ nhưng mà hơi xa một chút rồi. Ê anh ơi, bây giờ anh có thể dịch chuyển một nơi rất xa được không anh? Ui, anh thì chuyển đâu ấy nhở? Đúng là nơi xa thật các bạn ạ. Mình sẽ đi xuống tầng 1 xem có phải anh ấy dịch chuyển xuống tầng 1 không nhá. Ôi. Rồi ok, còn bây giờ mình sẽ đi cho giải event ngày 16 đúng không? Hay là 17 nhỉ? Thì đã một ngày mình sẽ ra clip 2 ngày, 1 2 ngày vậy đấy, 1 ngày đúng không? Ok, thì bây giờ mình sẽ đi trao giải cho anh em nhé. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua nick, mua vàng, mua ngọc, mua bộ sao thì anh em cứ lên ngay shop nhỏ.com của mình nhé. Bên mình bán nick, bán vàng, bán ngọc, bán bộ mặt sao cực kỳ rẻ cho anh em chính server luôn. Nên là anh em nào mua ấy thì anh em cứ ghé ngay shop nhỏ.com của mình nhé. Đây, lại một bạn nữa là không comment tên tài khoản shop này, ok, tại bạn Giãn. Đây, chúc mừng bạn Hà anh trai nhé. Sau ok, tiếp tục nào. Đây, chúc mừng bạn Nguyễn Duy Hưng nhé. Thì hiện tại bên shop mình ban vàng vẫn là giá gọi là x4k nha, qua cạc nha anh em. X4 qua coi quạc là anh em mua 100k và 100k cạc thì anh em sẽ nhận được 400 triệu vàng. Còn anh em mua qua phí thì anh em được giá cao hơn, đó chính là x5k. Cái giá vàng nó tùy thuộc vào từng server của anh em mua. Và giá ngọc cũng vậy, giá ngọc hiện tại là x6.0 qua cạc, x7.5 qua phí. Thì tùy từng server, anh em mua server nào anh em cứ ấn vào anh em sẽ xem được giá của server đấy. Rồi, ok. Nốt bạn nữa này. Rồi. Đây, đã xong cho anh em rồi nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Cứ mua nick, mua vàng, ngọc, bộ mặt sao thì anh em cứ liên ngay shop nhỏ.com của mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Bye anh em.